Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay, 11 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây. AFC dự đoán khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam. Chuyên gia Indonesia nhìn nhận cơ hội gây địa chấn của U23 Việt Nam tại giải châu Á. VFF bổ nhiệm huấn luyện viên mới cho U17 Việt Nam. Nội soi U23 Malaysia mạnh thế nào? Liệu có đáng ngại với U23 Việt Nam? Mời các bạn cùng đón nghe. AFC nhận định sức mạnh của U23 Việt Nam và cơ hội đi tiếp. 16 đội xuất sắc nhất của châu lục sẽ tham gia tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á tới đây. Qatar trở thành quốc gia đầu tiên có 2 lần làm chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á sau khi đăng cai tổ chức giải đấu hồi năm 2016. U23 Việt Nam góp mặt ở bảng D, dẫn dắt đội tuyển trên đất Qatar như các bạn đã biết là ông Hoàng Anh Tuấn. Mới đây thì trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á đã có bài viết nhận định về sức mạnh của các đội ở bảng D, trong đó thì có U23 Việt Nam của chúng ta. Cụ thể, AFC viết, nhà cựu vô địch Uzbekistan cùng Kuwait, Việt Nam và Malaysia góp mặt trong một bảng đấu hứa hẹn là sẽ gây cấn. Được dẫn dắt bởi Nguyễn Quang Hải đầy ấn tượng, U23 Việt Nam đã tiến gần đến việc trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên vô địch ở giải đấu năm 2018. Các chiến binh sao vàng chỉ để thua Uzbekistan trong hiệp phụ. U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á năm nay khi đứng đầu bảng C với 7 điểm. Họ thắng trận giao quân trước đảo Guam với tỷ số 6-0, thắng Yemen 1-0. U23 Việt Nam đã giành được suất đi tiếp trước một lượt trận. Ông Philippe Jouzier thực hiện nhiều thay đổi và hòa 2 đều với Singapore trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Với 7 tuyển thủ quốc gia bao gồm Nguyễn Thái Sơn và Quốc Văn Khang trong đội hình, U23 Việt Nam sẽ là ứng viên nặng ký cho một suất và vòng loại trực tiếp của giải U23 châu Á. Ngoài ra thì AFC còn đưa ra các thông tin khác về đội tuyển U23 như là các lần tham dự trước đó bao gồm là 4 lần, thành tích tốt nhất là ngôi Á quân năm 2018. Năm 2022 dừng bước ở tứ kết. Chuyên gia Indonesia nhìn nhận cơ hội gây địa chấn của U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á. Các bạn thân mến, mới đây thì một nhà báo thể thao người Indonesia là Ram Daliber cho rằng ông Hoàng Anh Tuấn được coi là chìa khóa để cho U23 Việt Nam có thể là giành thành tích tốt ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo hãng truyền thông Okzone cho biết vào ngày hôm nay 11 tháng 4, nhà báo thể thao Ram Daliber cho rằng có 3 đội bóng sẵn sàng gây bất ngờ ở vòng chung kết U23 châu Á 2024, trong đó thì có U23 Việt Nam của chúng ta. Cây bút Ram Daliber cho rằng sự góp mặt của ông Hoàng Anh Tuấn với vai trò thuyền trưởng sẽ là yếu tố quan trọng để cho U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ và tiến sâu tại giải đấu. Cây bút này cho biết, U23 Việt Nam là một trong 3 đội sẵn sàng gây sốc ở giải châu Á. Ông Philippe Jouzier đáng lẽ phải ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 nếu nhà cầm quân này không từ chức sau những thất bại liên tiếp trước Indonesia. Tuy nhiên, người thay thế cho ông Philippe Jouzier, ông Hoàng Anh Tuấn, là người từng giành nhiều thành công với bóng đá trẻ Việt Nam. Ông từng đưa đội tuyển U19 Việt Nam vào đến bán kết giải U19 châu Á năm 2016, đoạt vé dự vòng chung kết U20 World Cup năm 2017. Ngoài U23 Việt Nam, nhà báo người Indonesia còn dự đoán là U23 Trung Quốc và U23 Indonesia cũng có thể gây bất ngờ dù phải rơi bảng đấu rất nặng ký. Các bạn thân mến, như đã biết thì giải châu Á tới đây thì Việt Nam nằm bảng đấu cùng với Uzbekistan, Kuwait, Malaysia. Trong khi đó thì Indonesia rơi bảng đấu được coi là nặng hơn cùng chủ nhà Qatar, Úc và Jordan. VFF bổ nhiệm huấn luyện viên mới cho U17 Việt Nam. Các bạn thân mến, theo thông báo mới nhất từ VFF, ông Trần Minh Chiến sẽ nắm quyền U17 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải U17 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Qatar vào tháng 6 tới đây. Ngày 10 tháng 4 vừa qua thì tuyển U17 Việt Nam chính thức tập trung bước vào tập luyện tại trung tâm VFF. Đội sẽ hội quân với huấn luyện viên Trần Minh Chiến cùng 9 trợ lý và các bác sĩ cùng 36 cầu thủ. Đội sẽ tập luyện tại đây khoảng 1 tuần, sau đó chuyển sang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong 8 ngày. Trong giai đoạn tập trung đầu tiên, ban huấn luyện đội tuyển U17 sẽ có 16 ngày làm việc với các tuyển thủ trẻ nhằm giúp cho ban huấn luyện kiểm tra thể lực, rà soát lực lượng, những gương mặt được triệu tập
trước khi bước sang đợt tập trung tiếp theo, dự kiến diễn ra trong tháng 5 tới để hướng đến giải U17 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia vào tháng 6. Cần nói thêm rằng là ông Trần Minh Chiến từng có thời gian huấn luyện ở lò đào tạo PBF và có nhiều kinh nghiệm làm việc với đội tuyển trẻ của Việt Nam, nên việc làm huấn luyện viên đội tuyển U17 cũng không có gì lạ lẫm. Nội soi U23 Malaysia mạnh yếu thế nào? Liệu có đáng ngại với U23 Việt Nam? Các bạn thân mến, U23 Malaysia được coi là đối thủ khả dĩ nhất trong số các đội Đông Nam Á tham dự giải U23 châu Á mà Việt Nam có thể nghĩ đến việc giành chiến thắng. Lý do là trước tiên nằm ở thành tích đối đầu. Trong 12 lần gặp nhau ở mọi đấu trường thì U23 Việt Nam tháng 8 hòa 1 chỉ để thua 3 trận trước Malaysia. Trong đó thì ở 5 cuộc đối đầu gần nhất, U23 Việt Nam toàn thắng trước đối thủ này. Cách đây chưa đầy 1 năm thì U23 Việt Nam của ông Hoàng Anh Tuấn đã cuốn phăng U23 Malaysia với tỷ số đậm đà 4-1 ở bán kết U23 Đông Nam Á với lối chơi tấn công tốc độ và biến hóa. Ở giải U23 châu Á năm nay thì U23 Malaysia cũng gặp bất lợi khi vắng hàng loạt trụ cột. Ayman Afif dính chấn thương và chúng tôi phải kiểm tra xem mức độ chấn thương của cậu ấy như thế nào. Có một số cầu thủ khác cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương nhẹ. Huấn luyện viên trưởng U23 Malaysia, ông Juan Torres Garrido chia sẻ. Nếu không tính Ayman Afif thì lực lượng của U23 Malaysia cũng chỉ có 2 cầu thủ, bao gồm Noah Lane và Harith Haikwan góp mặt ở đội tuyển Malaysia trong đợt tập trung gần nhất thi đấu với Oman tại vòng loại World Cup 2026. Trong đó thì Lane đá 4 trận, còn Harith thậm chí chưa có trận ra mắt đội tuyển Malaysia. Bản thân ông Garrido cũng lạ lẫm với làng bóng đá châu Á. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được đánh giá cao về chuyên môn với 4 năm làm tuyển trạch viên cho câu lạc bộ Barcelona giai đoạn 2016-20. Sau đó có 1 năm làm việc ở Học viện Đào tạo trẻ của Granada. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên ông Garrido huấn luyện một đội trẻ ở sân chơi châu Á. Khả năng thích ứng đối diện với áp lực hoặc là thúc đẩy học trò của huấn luyện viên này vẫn là một dấu hỏi lớn. Ở sân chơi trẻ thì mọi dự đoán chỉ mang tính chất là tương đối. U23 Việt Nam có lẽ thấu hiểu điều này. Năm 2018, dù không được đánh giá cao, nhưng đội bóng của ông Park Hang-seo cũng đã vượt qua những đối thủ rất mạnh như là Qatar, Iraq hay Úc và Syria để giành ngôi Á quân chung cuộc. 4 năm sau thì U23 Việt Nam cầm hòa được Hàn Quốc để rồi giành vé vào tứ kết. Đội hình chắp vá với những cầu thủ lần đầu ra biển lớn như là Văn Khang, Văn Trường lại chơi đầy ấn tượng trước những đội cửa trên. Do đó mà U23 Việt Nam dù được đánh giá cao hơn, nhưng ông Hoàng Anh Tuấn vẫn phân tích kỹ lưỡng đấu pháp, nhân sự và lối chơi của Malaysia. U23 Malaysia thua U23 Việt Nam lần lượt với tỷ số 1-4 ở bán kết giải Đông Nam Á và 0-2 ở vòng bảng U23 châu Á năm 2022 trong 2 lần gặp gần đây. Tuy nhiên, đội bóng này đang lột xác theo chiều hướng tích cực. Tập hợp đội hình từ tháng 3, Malaysia đã thi đấu 4 trận trong các chuyến tập huấn ở Ấn Độ, Trung Quốc với kết quả thắng 1, hòa 1 và thua 2. Thầy trò ông Garrido thắng và hòa U23 Ấn Độ trong trận so tài sau khi thua 1-2 trước U23 Trung Quốc. Ở màn tổng duyệt cuối cùng trước giải đấu, U23 Malaysia thua 0-1 trước U23 Qatar. Đây là tỷ số chấp nhận được trong trận đấu mà ông Garrido đã thử nghiệm toàn bộ lực lượng. Việc đá giao hữu liên tục giúp cho Malaysia kiểm chứng đấu pháp và nâng cao sự tự tin cho các cầu thủ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.